Dạ các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái series về ký ngữ hay còn gọi là Solenopsis germinata. Đây là một loài kiến xâm lấn cực kỳ hung dữ và được rất là nhiều người ưa thích, mặc dù là mức độ phổ biến của nó là thuộc dạng cao. Thì cách nuôi rất là đơn giản, nếu mà các bạn nuôi từ nguyên lên á, thì khi mà trời tối hoặc là trời vừa mới mưa xong mà kiểu trời nó hơi tối, thì các bạn sẽ đi ra ngoài những cái cây cột đèn, hoặc là các bạn ở trong nhà cũng được nữa, tại vì dòng này dễ kiếm mà. Thì các bạn ở trong nhà các bạn có đèn á, là coi những cái con này xem nó có bay vào hay không. Nếu mà bay vào thì các bạn chuẩn bị một cái status hay còn gọi là ống nghiệm ấy. Thì sau khi mà các bạn chuẩn bị ống nghiệm thì các bạn chỉ cần là cho nó vào trong nó và cất đi thôi, khoảng chừng một tháng sau là lấy ra check là được. Và cái nhiệt độ của bọn này nó cũng dễ nuôi nữa, nó nhiệt độ nó khá là rộng rãi á, nó từ 25 độ đến 30 độ hoặc thậm chí là 32 độ cũng được nữa. Thức ăn thì cực kỳ tạp ăn luôn rồi. Bọn này có thể ăn thịt, ăn mật hoặc là ăn côn trùng. Nói chung là tùy theo mức độ của độ lớn của đàn. Đây là một loài nó không phải là dòng Darwin nên là mấy bạn đừng có mà bắt một chỉ được nuôi riêng lẻ một con win. Còn ai nuôi hai win thì kệ họ. Còn theo như mình thấy á, thì cái ưu điểm của bọn này á, là tăng quân số rất là nhanh, rất là dễ nuôi này, dễ cho ăn, dễ ăn, dễ uống, dễ vệ sinh. Cái nhược điểm á, là bọn này đốt rất đau. Đúng rồi đấy. Nhiều ông thì chắc chắn là ông nào trong cuộc đời này cũng từng bị nó đốt qua một lần. Cái vết đốt của nó là gây mủ. Và thứ hai nữa là bọn này nó xong khi mà sau này nuôi lên được một cái thuộc địa lớn thì lúc đó là rất là dễ bị sổng, và chả ai muốn việc nuôi kiến bị sổng cả, đặc biệt là ở cái dòng mà đốt rất là đau. Và bọn này là thuộc loại là fully, tức là nó trong quá trình mà các bạn nuôi từ win lên nó sẽ không cần ăn uống. Và khi mà được 1 đến 2 worker thì các bạn nên sẽ bắt đầu cho ăn nước đường hoặc là mật. Khi mà theo mình đánh giá, theo như cái dòng này thì nếu mà đối với một người mới chơi á, thì nuôi dòng này rất là ok, tại vì nó lên quốc nhanh mà. Còn mà những cái người mà kiểu người ta chơi hơi lâu rồi thì có lẽ người ta sẽ không thích, tại vì bọn này tăng quân rất là nhanh này, và rất là dễ bị sổng. Là các bạn nên cân nhắc về cái việc nuôi để bị sổng, nó rất là nguy hiểm. Vừa rồi là những thông tin cơ bản và sơ lược về dòng Solenopsis germinata. Trong quá trình làm clip, nếu có gì sai sót mong các bạn hãy bỏ qua và đóng góp ý kiến dưới phần bình luận nhé.